UFC 285 đánh dấu sự trở lại võ đài của một huyền thoại sống, đó là John Jones. Và khi võ sĩ được mệnh danh là nhà vô địch của những nhà vô địch xuất hiện tại khán phòng, bầu không khí mà đám đông tạo ra đã phản ánh tầm ảnh hưởng của Jones. Tất cả đều đứng dậy, vỗ tay và chào đón võ sĩ 35 tuổi. Buổi họp báo diễn ra trong không khí hòa nhã, thân thiện và không có bất kỳ một màn đấu khẩu hằn học nào giữa các võ sĩ. Tôi rất vui và tự hào khi được có mặt tại đây, trở lại võ đài của Vegas. Cảm ơn tất cả các bạn vì sự ủng hộ này. Trận đấu tới sẽ là màn so tài cực kỳ hấp dẫn, tôi nghĩ vậy. Ciro là một võ sĩ tài năng, ai cũng thấy cậu ấy có khả năng đánh đứng xuất sắc thế nào. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu rất căng thẳng. Tôi dành nhiều sự tôn trọng cho John Jones. Anh ấy như một tượng đài và đương nhiên là ai cũng muốn đánh bại được anh ấy. Thực sự thì tên tuổi của John Jones giống như một chiếc đài vậy. Được có mặt trong trận này đã là một vinh dự với tôi. Nếu thắng, chắc chắn tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc cực lớn ngay sau trận đấu. Ciro Gane được mệnh danh là võ sĩ có đôi chân nhanh nhẹn nhất ở hạng nặng UFC. Khả năng di chuyển biến hóa trên võ đài kết hợp với kỹ thuật đánh đứng thông minh giúp anh đang là nhà vô địch tạm quyền ở hạng nặng. Tuy vậy, John Jones tự tin khi khẳng định rằng những đối thủ của Gane không thể so sánh với các bại tướng của anh trong quá khứ. Từ Machida, Gustafsson hay Thiago Santos đều là những gương mặt cộm cán bậc nhất võ đài UFC. Tất cả đều đã gục ngã trước John Jones. Màn so tài đỉnh cao ở hạng nặng giữa John Jones và Ciro Gane sẽ dẫn đầu cho sự kiện UFC 285, một sự kiện không thể bỏ qua trên K+ vào sáng chủ nhật này.